Dạ, tại vì đi uống thơ quá nên phải có tự nhiên trường. Bánh mì này ngon không mà? Theo bạn thì không ngon. Nó nói nhà thì như vậy. Nó mặn mặn vui. Mà. Dạ. Thôi con ăn trà bông nó không biết. Nó nêm da bây giờ mặn. Dạ. Nó cũng quý rồi sao? Vậy mà quán bánh mì này nó nổi tiếng xưa giờ mười mấy năm rồi. Trời ơi, mười mấy hai chục năm rồi. 20 năm hơn rồi. Trời, bán bánh mì 20 năm hơn rồi. Ừ, em ăn từ lúc em học lớp 1 rồi 6-7 tuổi á. Là bác biết không, đông khiếp luôn. Phải đến xếp hàng đó. Vậy là chắc bà xây mấy căn nhà luôn rồi. Chưa nữa. Thấy xếp hàng quá đông quá trời nổi. Bà bán khỏe. Bà đợi chừng nào bà... Bà, chừng nào bà bánh mì bà nghỉ và Hai bà bà sang lại bà... sang lại cái góc đó cho bà ra bà đứng bán đi. Ừ. Tuấn ra bán không Tuấn? Ủa? Vô Sài Gòn lập nghiệp luôn. Cậu chỉ cần để cái xe bánh mì ngay chỗ đó là đắc địa. Cái việc nhưng không phải bà bán người ta không vô. Không phải bà người ta không vô cũng như không. Để vài bữa ra con dụ bà. Nó chuyên nghề lại cho con đi con. Con làm nối nghiệp. Bán cái bán ngon hơn cô luôn. Cô nổi tiếng. Mai trả mấy xe đi bán khu vực. Ghê vậy. Đang ở sáu cạnh tranh luôn. Bán hả? Cạnh tranh khu vực luôn hả? Thôi đi ôn là khỏi bán hả? Bán cái miệng đi ôn luôn. Để chú coi chú ăn. Nghe đồn cậu đem con khu mực bự vô hả? Hả? Thôi sáng tối về review con mực luôn.